Kết son này giờ hiếm lắm nha cái nhà. Ui, có quá rồi ngon nha. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà trở lại với kênh YouTube Kèm Shopper. Thì bữa nay mình dẫn người câu trên con sông Tiền, sông Cổ Lãnh của tỉnh Đồng Tháp đây cả nhà. Thì mình chuyên săn bắt các loại cá thiên nhiên tươi sống từ con sông này như là cá kết, cá dứa, cá sát, cá bà sa. Thì mình giao cho quán nhậu ẩm thực quanh sông quán sẽ thu mua hết những loại cá thiên nhiên của mình luôn. Thì giờ này mình chuẩn bị vào bờ rồi bắt cá rồi mình sẽ chia sẻ cùng cả nhà. Hôm nay lại tiếp tục đi câu là mồi dế nè cả nhà. Hôm nay vẫn là câu từ buổi sáng cho tới buổi chiều luôn nha. Mình câu những con dế sữa này, còn những con dế cánh mình không có câu nha. Tại dưới cánh thì cá nó không có ăn, mình móc thường xuyên hoài dưới cánh mà cá nó không có ăn ngơi á, mình biết cả ngày cũng biết luôn. Rồi khỏi cần móc con dưới cánh á, móc dưới sữa thì cá nó ăn. Thành quả của mình nè, câu của cái này nè. Đó, đây, cá kết nè. Cái kết son này giờ hiếm lắm nha cả nhà. Cái kết này lâu lâu dính được con, chứ không có dính nhiều luôn á. Ôi, ôi quẩy quá quẩy. Cái gai sống chướng quá trời luôn à. Mình ở đây mình quay clip mà nó sống ập ạch bạch à. Nè, đó. Mình câu hàng ngày trên con sông Tiền, sông Cổ Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Rồi mình đặt mối trong quán nhậu ẩm thực quanh sông quán sẽ thu mua hết những loại cá thiên nhiên của mình luôn á. Hôm nay mình câu chỉ là mồi dế không à. Để mồi chuối cái gà nó ngơi ăn rồi. Hôm nay móc chỉ một dế đặc quyền luôn à. Đó, để mình bắt ra ngoài cho cả nhà dễ thấy hơn nha. Ui, có quá rồi ngon nha. Đó. Đấy. Đó, thành quả hôm nay nè, quá phê chưa. Cái gài văng đi móc mồi hơi vất vả. Tại vì cái gài sóng chướng lên luôn á, gió rất là mạnh. Sóng ập móc câu rất là khó khăn luôn. Ôi nhảy thầu ôi xíu là bay ra ngoài luôn. Ủa có là được ăn cái kết mà nó bay ra ngoài là uổng lắm luôn á. Ôi cái gì mà con bay ra nè. Sống cái ập nó bay ra ngoài luôn rồi. Ui, ôi có bay nữa không con nữa rồi. Uổng không? Nãy là bay ra hai con rồi đó. Cá gài văng cá sát thì thường xuyên nhiều hơn, tại vì cá ba sa gà cũng hiếm nữa, cá ba sa hiếm rồi cá hú cũng hiếm mà nay sẽ hành được con nè, mà hổm ba sa hú nhóc chân luôn. Wow, quá, đây là thành quả của mình, một ngày đi câu cá từ buổi sáng tới buổi chiều mới được nhiêu lần rồi cả nhà, mình câu lần câu là câu luôn chứ không phải là câu cần. Mình câu rất là nhiều lữ luôn mới được bao nhiêu cá nè. Chứ nhiều khi anh em nói mình dân nhiều cá thì nhiều thấy ham. Nhưng thực tế mình cũng móc rất là nhiều giác luôn á. Chứ mình không có chia sẻ. Lâu lâu mới chia sẻ cái nhà lúc mà đi trực tiếp đi dân câu và thăm câu bắt cá luôn. Mình chỉ chia sẻ lúc là bắt cá nè cả nhà. Đó, thành quả này rất là ngon luôn cả nhà. Đó. Nay mà săn được là cá kết son nè. Cá ba sa nè. Cá sắc sọc luôn. Rất là nhiều luôn. Cái là cái dứa nè. Đó, rất là ngon đấy nha. Cá này á mình sẽ giao trong quán nhậu ẩm thực quanh sân quán á, sẽ tôi mua hết loại cá thiên nhiên này luôn á. Cá này trong quán á sẽ gặp mua xiên cá ba sa này với cá kết này lại. Cách thì thường xuyên gọi cái món như là cá ba sa này là nấu canh chua, và cá sắc sọc này á với cái dứa này làm cái lẩu cần mẻ hay là kho quẹt. Du khách gần xa rất là ưa chuộng những loại cá thiên nhiên của mình câu đó nha. Đó. Mình chia sẻ cái nhà xong xuôi rồi á, mình sẽ đem toàn bộ số cá này mình sẽ giao cho quán nhậu ẩm thực Quỳnh Sơn quán sẽ thu mua hết loại cá thiên nhiên của mình luôn. Thì cái clip của mình chia sẻ đã kết thúc. Nếu có nhà yêu thích kênh của mình chia sẻ về các loại cá thiên nhiên thì hãy ủng hộ cho mình một like và một lượt đăng ký. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.